Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 7 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 17 ETE and Innotech Expo năm 2024, công ty Vina Electric, thương hiệu uy tín 15 năm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thiết bị công nghiệp điện tại Việt Nam, đã giới thiệu sản phẩm chủ lực như xa đỡ cách điện silicon, load break switch, chống sét vàng, cầu dao, cầu chì. Năm nay thì chúng tôi mang ra một số những sản phẩm mới về thiết bị máy cắt cho các đường dây trung thế và cao thế từ 24 kV lên 110 kV. Đây là những sản phẩm mà Việt Nam là chưa có đơn vị nào nghiên cứu sản xuất. Chúng tôi là những đơn vị đầu tiên của Việt Nam đưa ra những sản phẩm này. Với phương châm dám nghĩ dám làm, nói không với sản phẩm lỗi khi đưa ra thị trường, các sản phẩm của Vina Electric được nhiều đối tác đánh giá là nhà cung cấp uy tín, chất lượng.